Anh Linh mặt đã bị rò rỉ, 6 bức ảnh về 6 lần cá khổng lồ đã được tiết lộ. Ok, xin chào tất cả các bạn nha, là mình Beddy đây. Thì như các bạn đã thấy đầu clip ấy, thì tôi có show ra 6 hình ảnh đúng không? Thì 6 hình ảnh thì nguồn gốc của đó là từ một bạn trên group, bạn này có tên là Gia Phát Trung. Thì bạn đăng, bạn kêu đây là 6 loại cá khổng lồ sẽ được update trong phiên bản thời gian sắp tới, hoặc là nó đang có ở thời gian hiện tại luôn rồi các bạn nha. Cho nên để giải quyết được gọi là cái sự bí ẩn này, cho nên ngày hôm nay tôi quyết định tôi mượn lại các bé kia, bé Út Kha này mà. Đó, mình vô mình lấy cần câu đó để mình đi săn cá khổng lồ để xem thử có thật sự là 6 con này có tồn tại không nha anh em ơi. Và vị trí của 6 con này nó đặc biệt, một cái là nó nằm ở toàn ở biển sâu và gọi là khu xa khơi không anh em à. Vị trí đầu tiên của chúng ta sẽ câu đến cho khu vực xa khơi nha các bạn. Tại vì khu vực xa khơi nó sâu đấy, cho nên nó có khả năng là có những cái con to các bạn, cá khổng lồ các bạn đúng không? Chứ gần gần sao mà có được. Nhưng mà các bạn hãy gọi là cùng đồng hành câu bằng câu cùng tôi nha, bằng cách là hãy like và subscribe video này nha. Ôi thôi quay lại nè, bóng 4 nè. Ôi trời ơi, cái bóng gì đây? Trời ơi, bóng 4 mà sao nó hơi to nha. Rồi rồi, một nhấp nè. Rồi, sao nữa nè? Hai nhấp nè. Rồi, chịu lên chưa? Mấy nhấp nè? Ba nhấp đúng không? Ờ chà, ba nhấp vẫn chưa nè mà. Hay là cái thứ 4? Thường thường tôi theo công thức là 3, 5, 7 đó mà. Giờ là cái thứ 5 rồi. 3, 5 đúng không? Ôi trời ơi, cái gì vậy? Sao cúp điện vậy? Trời ơi, cái gì đang công cúp điện đó mà. Quá, cái gì vậy? Rồi, cái gì đây? Nhấp quá chừng nhấp cái thứ 7 luôn nè. Ôi trời ơi, lên các bạn ơi. Ôi trời ơi, một cái tàu ngầm cũ. Không sao, Chúa phù hộ em nha. Tính ra tôi chưa nhấn tham gia event luôn á. Ơ trời, bóng 4 nữa nè. Trời ơi, cái bóng gì đây? Sao câu khu vực xa khơi là bóng 4, bóng 5 rất là nhiều nha anh em ơi. Tôi mới câu đâu đó có 5 phút mà hai cái bóng 4 rồi nè. Tôi lên cái gì đây? Trời ơi, con này nhấp nhanh nha. Con này nhấp nhanh nè. Ơi, tôi thấy con mùi con này đã có vẻ như con cá tiền sử đó mà. Con cá đu ca gì đó. Anh em có nghĩ gọi giống tôi không? Tại vì bóng 4 mà sẽ không có hồng lồ đâu, mà nó sẽ có những cái con đó thôi. Con gì đây? Trời ơi, dính rồi các bạn ơi, dính rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi, sao lại đứt? Trời ơi, buồn thật sự các bạn. Á chà. Ủa trời ơi, cái này có bóng mấy vậy các bạn? Có phải 46 không? Sao mà to chứ vậy ta? Ủa, cái này có vẻ như là 46 rồi đúng không các bạn? Hay là 45 ta? Sao tôi nhìn không được, tôi để cái góc này thôi, nó to quá các bạn nha. Ui, như là 46 thiệt rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, tìm tôi muốn rớt ra ngoài các bạn ơi. Trời ơi, bình tĩnh nha. Nam mô di đà phật, trong con lên cái đi. Trời ơi, con lên cái cúng dịch luôn. Trời ơi, nam mô, trời ơi, nhấp dữ vậy. Lên nè, lên. Con gì đây? Con gì vậy? Ôi trời ơi, kéo lâu vậy? Ôi, một con cá đau ốc bồ chít chít các bạn à, vương biển nha. Một cái bóng 5 các bạn ơi, một cái bóng 5. Trời ơi, đây là một trong những con gọi là có thể gọi là hiếm nhất, bóng 5 hiếm nhất hiện tại các bạn nha, trong khu vực khu nghỉ dưỡng nha. Ôi trời ơi, quá là ngon các bạn ơi. Trời ơi, được cái bóng 5 cái sướng quá các bạn. Ôi trời ơi, thêm một cái bóng 4 nữa nè. À da, cái bóng 4 này kéo gì cho hên cái nha. Kéo cho tôi cái tiền sử đu ca gì cũng đi là đẹp luôn, là nguyên đủ bộ luôn rồi đó. Trời ơi, con gì đây? Con này cũng nhấp dữ rồi nha. Mấy đây? 357 cái gì đây? Trời ơi, hát xì quá nè. Con gì đây? Ôi kéo rồi. Ôi trời, vô mảnh rồi các bạn ơi. Ôi giật lâu thế. Giật. Ôi chà, một con cá mập báo nữa. Báo đời báo đớm rồi. Công nhận một điều, khu vực xa khơi này nhiều bóng 4, bóng 5. Phải cái chữ đặc biệt là bóng 4 nha các bạn. Đó, như nhắc thôi là lên thêm một cái bóng 4 nữa để xem lần này lại gì nha. Chứ mà sao mấy con bóng 4 này nhấp hơi. Ôi trời, vừa nói nhấp hơi lâu cái nó nhấp luôn rồi nè. Trời ơi, lên rồi, con gì đây? Ây da, một con cá đuối buồn hả? Nhưng mà khúc này buồn ngủ thiệt các bạn à. Cho nên mấy cá đuối buồn, trời ơi. Cá bóng 4 nè. Thôi, cá bóng 4 này cá bóng 4 cuối cùng nha. Ở đây toàn bóng 4 mà. Không thấy bóng 6 gì nha. Để xem bóng 4 là con gì nha. Cho tôi hiếm mới coi nè. Con cuối cùng trước khi mình chia tay cái khu vực này nè. Xịn nha. Cá ơi, giờ cho con cá tiền sử đi. Cá đu đu gì đi, cá mới đi. Chứ cá cũ hoài, hai con cá cũ rồi đó. Cá mới nha. Bây giờ nhấp thêm cái nữa nè, giật nè. Ôi trời ơi, chưa hả? Chưa, chuẩn bị đây mà, chuẩn bị nha. Tôi đang hồi hộp quải cái trưởng ra. Nói chung câu. Ôi trời, đây. Ôi trời ơi, lên rồi. Ôi sao kéo lâu vậy? Ui. Ôi, một con cá đu clear steel US anh mà vương miệng luôn nha. Ôi trời ơi. Đây là một trong những con có thể gọi là xịn nhất bóng 4 hiện tại vậy đó mà. Rồi, vậy là xa khơi chỉ có nhiều đó nè nha các bạn ơi, không có bóng 6 các bạn à. Thôi bây giờ tôi vô bãi biển thử xem có nằm trong bãi biển không nha. Rồi tôi thấy một cái bóng 4 là không biết con gì đâu nha, tôi giật thử nha anh em ơi.
Trời ơi, bà nào bá quăng cái mồi câu kế bên tôi vậy trời ơi. Trời ơi, bóng bố mà sao tôi thấy to cả cái chữ các bạn à. Trời ơi, con gì đó. Trời ơi, con cắn rồi nè, cắn rồi nè. Con gì đây? Con hụt rồi. Người ta nói là dạng sự khởi đầu nan mà con đầu tiên bay biển là hụt rồi các bạn à. Tôi biết rồi là quá trình sau này của tôi như thế nào rồi đó. Rồi, bây giờ nó ngồi thêm cái nữa nè. Cho tôi trúng cái con gỡ được nha. Trời ơi, cái đầu tiên luôn. Trời ơi, may quá, tay mình nó lẹ. Trời ơi, trời ơi, cái dẹt khủng lồ. Rồi, có mày thêm một cái bóng bốn nha các bạn, tôi gỡ đây nè. Cái dẹt hoài, con mới biết mà cứ cái dẹt của nó là luxury mà chứ phải VIP đâu. Chát thật sự, đâu con gì đấy. Trời ơi, vô nè, vô mánh nè. Vô mánh nè, trời ơi, một con cá mú nghệ. Rồi nghệ dữ chưa. Nói chung là bờ biển không có con bóng khổng lồ nha các bạn. Thôi bây giờ mình qua hồ bơi xem thử có không nha. Nhưng mà mình cảm giác như sau một khoảng thời gian đâu đó là tầm đâu đó là cỡ 45 phút mình câu ở cái hồ bơi này. Bóng bố mình mà mình còn không thấy các bạn, mà huống gì mà bóng khổng lồ nha các bạn. Cho nên cái hồ bơi này là không có gì nha các bạn ơi, toàn mấy con cá cùi không à. Rồi, chia tay anh hồ bơi, chúng ta tới gọi là khu tàu đắm nha anh em ơi. Nghe nói khu này có một cá heo nằm ngửa đó. Ủa lộn, cá heo cái gì trắng bụng á, trắng nửa bụng đó. Thôi bây giờ mình đi săn để xem thử ngoài con cá heo đó ra còn con gì hiếm không nha. Trước mặt của tôi đây là một cái bóng bốn các bạn là trời ơi, giật cái được. Ôi giời, ủa sao hoàn thành phần thưởng nữa nè, vậy là tôi câu lên rồi. Mà con gì nha. À, một con cá mập vương miện. Có vẻ như nick bạn này là không có con cá mập này anh em ơi. Chà, sau khi chia tay cái bóng bốn đó, cá mập đó đây mà, tôi tới gọi là một cái bóng bốn tiếp theo đây mà. Bóng bốn này nó quẩy đuôi nó còn khá là nhanh đó. Để xem thử cái con gì hiếm không nha. Rồi, một chạm nè, thêm chạm cái thứ hai cái nè. Tôi là tôi theo quy tắc là 3, 5, 7 đó mà. Tức là 3 chạm hoặc 5 chạm hoặc là 7 chạm. Thường nó sẽ là như vậy. Còn những con vương miện đôi khi nó nhảy đúp ấy. Cho nên tôi hay xài cái công thức đó đây mà. Trời ơi, giờ cái con gì đây? Con gì đây? Lên nè. Lên cho tôi cái nè. À, chưa lên luôn hả? Trời ơi, lên chưa? Đang hồi hộp lắm rồi nè. Ôi trời ơi, lên rồi nha các bạn ơi. Lên rồi nè. Trời ơi, cái bóng cái chuối ngủ xuống đất nè. Ôi trời ơi, một con cá cam nội ơi. Cũng này tôi mới ghê nè, nhìn nè các bạn. Đó, mệt quá, hôm nay tôi câu cá đến đây thôi. Trời ơi, anh em biết tôi câu như thế nào với anh em. Câu từ đâu đó tôi nhớ tôi câu 5-6 tiếng mọi người à, 5-6 tiếng liên tục luôn. Cho nên người ta không cho tôi câu các bạn ơi, tôi buồn quá các bạn à. Trời ơi, sau 5-6 tiếng câu liên tục, tôi săn hoài mà tôi vẫn chưa thấy một cái bóng khổng lồ nè các bạn à. Không biết liệu gọi là cái thông tin mật này có đúng chính xác như lời đồn hay không. Thì thôi, chúng ta phải đợi thời gian tiếp theo nha anh em ơi. Còn bây giờ chúng ta quay về thực tại đi. Tôi phải gọi là bấm cái cúp nha các bạn ơi. Hiện tại là anh em thấy tôi đang top 50 đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ trở lại đâu đó là 5 phút trước nha các bạn. Vô chưa ta? Vô rồi. Ủa, với ai vậy? Ở đây đi nè. Toàn đâu? Rồi sao? Rồi đợi đi Dung Toàn rồi. Đúng rồi. Có anh Toàn trong đây hồi nãy bị lát các bạn ơi. Có anh Toàn trong đây luôn nè. Thích là ngon rồi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhà. Trời ơi, phần thưởng đăng nhập ngày hôm nay là một con hòm đá quý mà. Để xem tôi mở được bao nhiêu nha. 77 kim cương cho con đi. Trời ơi, thứ 67. Vậy là bây giờ kênh chúng ta chỉ còn đâu đó là 400 subscribe nữa là đạt được 30k sub rồi các bạn ơi. Chỉ có 400 người thôi thì bây giờ các bạn hãy bỏ ra 5 giây để các bạn like và đăng ký cho tôi nhé. 5 4 3 2 1 Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã đăng ký cho mình để mình đạt được 30k sub các bạn và like nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thôi, cảm ơn chi nữa thôi, chúng ta vô mở quà ngày thứ 3 luôn nha em ơi, vui quá rồi. Ôi, hôm nay được một cái gì nha? Ôi, một hình như là một cái ghế. À, một cái ghế sofa kỳ nghỉ hai người. Trời ơi, quá đẹp rồi các bạn nha. Quá là đẹp. Tự nhiên cái tôi mở hoài xong có mấy đứa nhỏ nó bu lại đây mà. Nó kêu cho em chụp hình với tôi bắt nó dần nhảy rồi mà. Nhảy đi mấy đứa. Nhảy. Trời ơi, gặp bà thư cơ phó nữa. Vậy mà thiếu bà cơ trưởng rồi. Ai cơ trưởng vậy? Dưới phần mô tả của mỗi video chúng ta sẽ có mỗi cái link thông tin của tôi nha mọi người. Thì group Zalo, Instagram, Discord, Facebook fanpage, group Facebook, TikTok. Thì mọi người hãy follow những kênh mạng xã hội này của tôi nha mọi người. Ok nha mọi người. Còn ai muốn book quảng cáo hay là một cái gì đó hợp tác kinh doanh thì mọi người có thể liên hệ qua tôi Gmail nha.
Bây giờ sẽ đến event đó săn ti nhé các bạn ơi. Đố các bạn con cá thu mà tôi đang cầm trên tay là số săn ti bao nhiêu. Thì tôi sẽ gửi cho các bạn nha. Từ 30 cho tới 50 nha các bạn. Ok, bước 1 các bạn hãy like và đăng ký. Bước 2 các bạn hãy comment cái tên in game. Và bước 3 các bạn hãy để là số săn ti của các bạn nha. Phần quà lần này đó chính là 16 thở nha em ơi. 1.6 thì cũng phát trầm thở xong bây giờ nghèo lắm anh em à. Nhảy đi nhảy đi mấy đứa. Nhảy đi. Thôi nhảy đủ rồi thôi. Chào tạm biệt đi nè. Nha Woodby, Yến Sam, Nubi nè. Huy Trâm, Thư Cơ Phó, chào mọi người đi, chào đi nè, chào đi, rồi kết thúc video nè. Chào đi bánh mì không, chào chào đi, đúng rồi. Chào chào chào, chào chào chào, chào chào chào, ấy ấy. Chào chào chào, chào chào chào, chào chào chào, ấy ấy.